Cảm ơn quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức địa phương của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ là những bản tin đến từ thành phố Philadelphia. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Mở đầu phần tin đến từ thành phố Philadelphia cho hay có gần 70 viên đạn được bắn trong hai vụ nổ súng tại phía tây của thành phố Philadelphia. Sở cảnh sát thành phố Philadelphia cho hay rằng gần 70 phát súng đã được bắn ra vào khoảng 4 giờ chiều của ngày thứ hai, ngày 20 tháng 3, tại khu chung cư số 1.500 trên đường North Frazier ở phía tây của thành phố Philadelphia khiến cho ba thiếu niên bị thương, trong đó có một em chỉ mới 13 tuổi và hai em còn lại 16 tuổi. Theo đó, một cậu bé 16 tuổi bị bắn 5 lần được đưa vào trung tâm y tế địa phương cấp cứu và hiện nay đang ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Những thiếu niên còn lại thì tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn. Các thám tử nói rằng, những viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng trường có công suất lớn. Các thiếu niên đang đứng trên đường thì nghi can không biết từ đâu đã xuất hiện và nổ súng. Vẫn chưa rõ động cơ vì sao nghi can lại bắn ba thiếu niên nói trên. Nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra và truy nã hùng thủ. Theo lời của thanh tra đến từ sở cảnh sát thành phố Philadelphia cho hay rằng không có nhân chứng mục kích trong vụ nổ súng và cũng không có ai mô tả được hình dáng của nghi can. Và trong lúc các nhà chức trách đang thu thập bằng chứng thì một vụ nổ súng thứ hai lại xảy ra trên đường Allison và đại lộ Lansdowne, cách đó hai khu phố, khiến cho một người đàn ông 45 tuổi bị thương. Cảnh sát không nghĩ rằng hai vụ nổ súng này có liên quan với nhau và vị thanh tra đưa ra lời nhận xét rằng hai vụ nổ súng cho thấy mức độ bạo lực tại thành phố hiện nay đang gia tăng nghiêm trọng những kẻ nổ súng đã coi thường sinh mạng của người khác cũng như là coi thường pháp luật khiến cho công chúng rất đau lòng và cũng không kém phần lo sợ các thành viên thuộc mạng lưới chống ma túy chống bạo lực philadelphia đã tụ họp cư dân trong khu vực vào buổi tối nhằm hướng dẫn họ những cách có thể giúp cho họ ngăn chặn bạo lực họ cũng đề nghị các vị phụ huynh phải kiểm tra ngay trong nhà để bảo đảm rằng trong túi sách ba lô tủ áo hoặc là dưới giường của con em họ không giấu bất kỳ một loại vũ khí nào. Sang qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng thành phố Philadelphia bồi thường 9,25 triệu Mỹ Kim cho 343 nguyên đơn. Theo đó cho biết rằng thành phố Philadelphia đồng ý trả 9,25 triệu Mỹ Kim để giải quyết vụ kiện tập thể về phản ứng của thành phố đối với các cáo buộc biểu tình và tình trạng bất ổn dân sự vào mùa xuân của năm 2020. Sau khi cảnh sát Minneapolis sát hại George Floyd. Số tiền này được phân phối cho 343 nguyên đơn có liên quan tới sự bạo lực của cảnh sát trong cuộc biểu tình tại khu vực West của thành phố Philadelphia và dọc theo đường liên bang số 676 thuộc thành phố Center. Theo đó, cảnh sát đã bắn hơi cay vào hàng chục người biểu tình khi họ bị lực lượng đặc nhiệm SWAT bao vây. Nhiều người đã phải treo qua những bức tường và hàng rào bê tông để thoát thân. Theo lời của ông Ed Parker, một trong số những người biểu tình trên xa lộ cho hay rằng. Chúng tôi không thể quên được sự vô lý khi trở thành đối tượng bị cảnh sát ngược đãi trong lúc biểu tình chống sự tàn bạo và sự lạm dụng vũ khí của người thực thi pháp luật. Cuộc biểu tình nói trên có 3 người đã bị cựu cảnh sát Richard Nicotetti bắn hơi cay vào mặt ở cửa ly gần. Ông ta đã phải ra khỏi ngành cảnh sát và bị tội danh hành hung người dân. Ông Jack McLaurin, cố vấn kỳ cựu của Tổ chức Bảo vệ Pháp lý đồng thời cũng là luật sư của các nguyên đơn cho biết rằng cộng đồng cư dân biến thành bãi chiến trường rất nhiều xe tăng xuất hiện ngay trong cả những ngõ hẻm nhằm theo đuổi người biểu tình đến tận nhà và bắn hơi cây vào họ. Thỏa thuận dàn xếp của thành phố là sự thẳng thắn thừa nhận bạo lực nghiêm trọng do cảnh sát gây ra đối với người dân và những người biểu tình tại khu vực phía tây của thành phố Philadelphia. Thỏa thuận này cũng công nhận tầm quan trọng của những lời kêu gọi công lý và trách nhiệm giải trình của cảnh sát. Trong khi đó, thị trưởng Jim Kenney thì cho hay rằng Thỏa thuận của thành phố là cách hướng tới sự hòa giải, xoa dịu nỗi đau và sự tổn thương vì hậu quả của sự phân biệt chủng tộc có hệ thống và sự tàn bạo của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi tại Philadelphia. Tiếp đoạn bản tin của chúng tôi cho hay rằng giám đốc David Gold nói về sân vận động Sixers. Theo lời của ông David Gold là giám đốc chương trình đa dạng và tác động của tổ chức Seven Sixers, được giáo sĩ da màu mời nói chuyện với các tín hữu thuộc hội thánh Christian Compassion ở vùng Cobrick về sân vận động sắp xây dựng. Theo đó, ông nói rằng trên sân vận động trị giá 1,3 tỷ Mỹ Kim này được xây dựng trong khu Market Street sẽ có tác động tích cực đối với các cộng đồng da màu vì nó mang lại nhiều việc làm và những cơ hội tốt đẹp khác. Sân vận động 76 Place được cho là nằm giữa đường số 10 và 11. Các nhà phát triển hiện đang phá bỏ một dãy nhà thuộc Trung tâm Thương mại Fashion District. Việc dỡ bỏ ngà cửa tại khu vực bắt đầu từ năm 2026, khởi công xây dựng từ năm 2028 và dự kiến sẽ khai trương vào tháng 9 của năm 2031. Tuần trước, Tổng công ty phát triển phố tàu Philadelphia tuyên bố rằng họ chính thức phản đối việc xây dựng sân vận động với lý do. Sân vận động này có thể gây nguy hiểm cho tương lai của khu phố tàu. Một nghiên cứu của nhóm này cho thấy 93% chủ thương nghiệp và 94% cư dân ở đây đã phản đối việc xây dựng sân vận động gần khu phố của họ. Sang còn bản tin tiếp nối cho biết rằng học sinh tại Myanmar hướng dẫn cộng đồng cách hô hấp nhân tạo. Thưa quý vị, các học sinh thuộc nhiều trường trung học tại tiểu bang Pennsylvania đã tập trung vào việc giúp mọi người nâng cao nhận thức về tình trạng trái tim bỗng nhiên bị ngừng đập, trong khi các chuyên gia nói rằng điều này khiến mỗi năm có hàng ngàn học sinh bị thiệt mạng. Theo lời của một em học sinh đến từ trường trung học Harrington của vùng Brandmark cho hay rằng, Em muốn giúp mọi người hiểu rằng bất cứ ai cũng có thể xảy ra trường hợp tiêm ngừng đập và ai cũng phải cần biết hô hấp nhân tạo vì điều này quan trọng, đồng thời cũng là phương pháp dễ dàng nhất để cứu người. Theo đó, các em học sinh đến từ trường trung học Horizon cùng với cộng đồng và gia đình đã tham dự một cuộc thi thực hiện động tác hồi sức cho trái tim theo nhịp điệu. Họ cũng đã thực hiện 200.000 lần hồi sức tim phổi trong vòng 4 giờ đồng hồ. Theo đó, em học sinh vừa chia sẻ không phải là một học sinh bình thường, bởi vì vào năm 9 tuổi khi đang bơi lội, em này đã suýt bị chết đuối vì tim bất ngờ ngân đập. Thế nhưng đã sống sót nhờ một người trong hồ bơi đã giúp cho em hóp nhân tạo suốt 26 phút trong lúc chờ xe cứu thương và máy AED. Cậu bé này đã tham dự chương trình hướng dẫn hóp nhân tạo bởi vì em không muốn bất cứ ai phải trải qua tình trạng suýt chết giống như mình. Phương pháp CPR hồi sức tim phổi là một kỹ thuật cứu sinh hữu ích trong nhiều trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như là đau tim hay là sắp chết đuối, hay là khi tim ngừng thở hoặc là nhịp tim của ai đó đã ngừng lại. Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị bắt đầu hô hấp nhân tạo cho nạn nhân bằng cách là ép ngực mạnh và nhanh. Sẽ qua bản tin của chúng tôi về những đầu bếp tại Philadelphia tổ chức nấu ăn cho người vô gia cư. Thưa quý vị, đầu bếp Donald Williams cho biết rằng anh từng là người vô gia cư nên hiểu rõ để đau khổ khi không thể có một bữa ăn. Anh đã từng giúp bà của mình nấu ăn cho cộng đồng tại nhà thờ địa phương, vậy hiện nay là giám đốc ẩm thực của tổ chức Broad Street Ministry, nơi cung cấp những người bữa ăn cho những người vô gia cư và cả những người cư dân nghèo tại Philadelphia. Họ cung cấp những bữa ăn, các dịch vụ xã hội và những sản phẩm vệ sinh. Họ cũng tặng quần áo và giúp gửi thư với chủ trương hết lòng, hết sức giúp người. Phòng ăn biến thành khu bảo tồn của nhà thờ mang tính biểu tượng suốt 5 ngày trong tuần luôn đầy ấp người. Những đầu bếp như là Donald Williams nấu ăn quanh năm, nhưng mà hàng loạt chương trình có tên gọi là Kitchen Takeover đã thu hút đầu bếp của những nhà hàng nổi tiếng trong thành phố cùng nhau đến giúp người nghèo. Mục tiêu của họ là giới thiệu những món ăn đa dạng đầy hương vị của Philadelphia và cho cả những người muốn biết đến để sinh hoạt tại tổ chức Broad Street Ministry. Lần này đến phiên đầu bếp Matt. Budenstein thuốc nhà hàng Liberty Kitchen ở vùng Fishtown, South Kensington đảm nhận việc nấu ăn. Anh chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên mà anh tham gia và chứng kiến những gì xảy ra trong phòng ăn tập thể. Anh nói rằng, tôi gần như đã khóc khi biết rõ hoàn cảnh của những người vô gia cư. Họ xứng đáng được hưởng một bữa ăn tươm tất và ngon miệng như những thực khách đến nhà hàng. Broad Street Ministry luôn khuyến khích đóng góp vào hoạt động tình nguyện để thực hiện sứ mệnh giúp người nghèo và những người vô gia cư